đá phát sáng hay còn gọi là đá ngọc dạ Minh Châu, là một loại đá tự nhiên cực kỳ quý hiếm. Loại đá này có khả năng tự phát ra ánh sáng trong đêm tối. Do vậy, trước kia chỉ có các bậc vua chúa mới có thể sở hữu loại đá này. Không phải ai cũng được tận mắt chiêm ngưỡng loại đá quý hiếm này. Sở dĩ đá có thể phát sáng là bởi nó chứa một tỷ lệ rất nhỏ hàm lượng đồng vị phóng xạ, đa số là phốt pho. Chính những đồng vị phóng xạ này đã phân rã, rồi sản sinh ra tia phóng xạ và đập vào phân tử khác. Sự va đập này gây ra hiện tượng quang điện và làm nó phát sáng. Sự phát sáng của dạ Minh Châu thì gần như là vĩnh cửu. Theo ý nghĩa của phong thủy, loại đá này có khả năng hấp thụ ánh sáng tự nhiên và tự phát sáng trong đêm tối. Điều này giúp làm giảm căng thẳng và tạo cảm giác bình yên trong tâm hồn gia chủ. Theo chia sẻ của một chủ cửa hàng chuyên bán các loại đá phong thủy, loại đá này lúc nào cũng đắt hàng. Số lượng anh nhập về từ Myanmar không có nhiều nên cứ về tới đâu là hết đến đó. Có thời điểm còn cháy hàng. Dòng đá này ở ngoài tự nhiên không có nhiều, đá thô khai thác thì tùy lúc nên số lượng nhập về không ổn định. Đá có nhiều hình dạng khác nhau như oval, tròn, dài và hơi thô ráp. Những viên đá to được bán với giá 3,5 triệu đồng 1 kg, còn những viên đá nhỏ sẽ bán với giá 2,8 triệu đồng 1 kg. Có viên đá 8,5 kg thì giá lên tới 20 triệu đồng. Loại đá này còn được chế tác ra vòng tay và tượng. Khi chế tác, giá bán cũng cao hơn. Một chiếc vòng thì có giá từ 5 đến 7 triệu đồng.